Xin chào toàn thể anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của tôi. Hôm nay quay trở lại với bộ bài lá, tôi giới thiệu cho các anh em một con máy đánh bài, đó là phổ thông nhưng mà sử dụng rất là ok nha anh em. Con máy đánh bài này đem đi đánh bài chơi khỏi phải chê rồi, tuy giá thành là thấp nhưng mà sử dụng rất là ok nha. Đây là, xin giới thiệu với anh em, đây là con máy đánh bài V6. Thiết kế rất là đẹp nha anh em, giao diện á là giống này, ngoại hình á thì rất là ok, rất là giống với con S7, Samsung S7. Cấu hình ở trong á thì nó cũng tương tự, rất là giống. Đây không khác gì điện thoại bình thường, nghe gọi được, nhắn tin được, lướt web được, Facebook được, đi Zalo cũng được hết, nói chung là không khác gì điện thoại bình thường, rất sử dụng rất là ok. Ngoài ra nó còn được tích hợp thêm cái chế độ bảo mật của máy đánh bài, là người có biết mật khẩu mới vào được phòng máy đánh bài, còn người bình thường cầm cái điện thoại này lên là hoàn toàn không khác gì điện thoại bình thường hết nha em, nên em hoàn toàn yên tâm. Cái máy này á thì tuy là nó tầm trung thấp á nhưng mà nó hỗ trợ được tất cả các dòng bài lá Việt Nam nha em, từ bài cào, bài liêng, các bài phẩm hay là bài binh, Ấn Độ, chụp sáng, chung là đều nghiệp hết cho anh em chơi, nên em không phải lăn tăn về chuyện hỗ trợ ở đây. Đây tôi test cho anh em xem này, đây là cái chế độ chơi bài cào như cho nó dễ này, cào thì rất là thông dụng, rất nhiều người chơi dễ này. Đây, đây cho anh em xem luôn, 4 người chơi. Khi nào em muốn tăng người chơi á thì còn tăng em cả giảm tiếng người, 3 tuổi, nha, 4 tuổi, 5 tuổi, chỉ còn tăng nhẹ 6 tuổi, 5 tuổi. Những cái âm thanh này á là khi em chơi á thì nó sẽ báo qua chế độ tai nghe hết, chứ nó không có chuyện báo ở đây, báo qua tai nghe và tắt màn hình. Còn em muốn đầu tư thêm á là có cái remote nữa, remote nó bấm điều khiển cái số người chơi luôn, anh em không cần phải thao tác cái máy, nó sử dụng rất là ok, kín. Ngoài ra thì máy này nó được kết nối tất cả các phụ kiện nha em, từ đồng hồ soi, ví soi, là điện thoại soi, nói chung là rất là nhiều loại phụ kiện thì nó được hết, hỗ trợ hết. Đó, tôi test cho em xem là chế độ bài cào, bài điểm đó, 4 máy người chơi đây nhỉ, 4 người chơi. Đây chế độ bán. Thấy chưa? 2-3 là báo thứ 2, thứ 3 là lớn nhất đó. Em báo thứ 2 là về từ đây là em lớn nhất thôi. Đây nè, chia nào. Đó, có mấy nút không? Đây là mới có 5 nút này. Tôi khẳng định với em là nhà này không có nhà nào hơn 5 nút. Đó, đây là 5 nút này. Nhưng mà đây là thua rồi nha. Này 5 nút này, nhưng mà cũng thua tôi này đúng không? Máy bé rất là chuẩn, anh em theo là cứ làm theo dịch chỉ dẫn của máy là ok thôi. Rồi, này cái máy thứ hai anh em xem này. Đây là vì là cái máy nguyên sang nguyên kiện nên là nhà máy cho thử thôi. Khi nào em cài rồi á là không cần thao tác cái máy này hết nữa hết. Đây là chế độ chơi thử nên là em xuất được cho chơi 1-2 ván thôi chứ không chơi nhiều nha anh em. 3-1-3-1-3-1-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4 là nhà phiếu nhất và lớn nhất rồi, anh em khỏi phải bàn. Để đây là 8 nút rồi, nó rất là chuẩn. Không đâu cái nhà nào không 8 nút được, nó rất là ok nha anh em. Nó có rất là nhiều chế độ chơi. Đây, ví dụ đây chế độ nhà lớn nhà nhỏ rồi đó. Tôi sẽ chỉnh chế độ bán nhà lớn nhà dễ này, nhanh.
là muốn tìm hiểu về cái loại máy này á, thì có thể liên hệ trực tiếp cho tôi sẽ tư vấn kỹ hơn cho. Em có thể ở gần đó thì có thể quay trực tiếp cho tôi chỗ gần bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh để xem và test hàng trực tiếp luôn đó. Ba thì nó đây là ba là nhà thứ ba lớn, cấp thứ ba, cấp thứ này này, nhà thứ ba lớn là em kêu về thứ ba về đây này, thì dùng rất là ok, anh em không phải lo, anh em cứ làm theo sự chỉ dẫn của máy là nghe có điểm lớn thôi, trong cái nhà là hơn chín nút hết rồi, thấy không? Đó rất là chuẩn, anh em không phải lăn tăn về chuyện này, đó thấy không? Cứ làm theo chỉ dẫn của máy là anh em có lợi thế 100%, không sai đâu. Rồi anh em xem video này nếu mà thấy hay á, thì cho xin một cái like ủng hộ kênh nha. Và những cái thắc mắc hay là những cần tư vấn gì cứ móc điện thoại lên và gọi cho tôi sẽ tư vấn kỹ hơn cho. Đó. Rồi anh em cảm ơn anh em theo dõi video nãy giờ. Và nhớ đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất nha anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo của tôi.